còn gì nữa. Có hốt rồi chị. Cho mắng đi. Còn còn khoảng nhiêu cái? Còn đi vốn. Còn vàng. Bạn bà rồi anh này. Chốt đi chứ. Chốt đi. Chốt đi. Cà sao mà cà. Cà lên chết được. Chết. Xấu cá cà lên. Cho bà Nhung Nhung hình đi. Rồi có đây có một cái này. Này là phần nguyên. Đó, ba mình đi cùng nhiều nhất. Vàng, xanh đen, xanh phố. Ôi trời quá. Quần của này tao bỏng tay chứ đi. Từng nặng ký hãy ăn nhiều vào để có sức giảm cân. Hôm nay chị đềm liền á. Ăn xem mà chị lên chị đềm á. Vô. Chia sẻ bài cho em đi nha mấy chị ơi. Action. À, có áo tròn rồi mà chị Xuân Đặng ơi. Em có áo tròn mà chị yêu. Cho chị cái bánh sô-cô-la cái lưu. Cá cây phong ôm. À cá cây phong ôm chưa về chị yêu ơi. Em còn cá cây phong rộng. Đang ép cá cây phong rộng chị yêu. Trời ơi, xuyên cái tét. Mà sao mặt thấy đẹp mà ta. Thấy thương rộng. Ừ. Em qua mặt khóc lên thấy đẹp đi. Mấy người đó là không chịu chứ. Chia sẻ mà cho em với mấy chị. Anh chút dọn thịt chỉ thăng kiến vô thư. Cánh cổng đó. Quần riêng ngày mai nhà Hưng về rất là nhiều nha. Ngô riêng chưa có nha em Tiết Lan. Mình dạy chị. Ừ. Ngô thích mưa. Chờ xe gì trước em. Khó rồi. Còn rất nhiều hàng để xem. Còn mấy con xe băng nếp với chị luôn nha. Con này còn một con ha. Đó là siêu đẹp không mấy chị ơi. Quả cái này dính như vậy đi. Bụi gì vậy? Hả? Bụi hả? Rồi con này bị lắm xíu hoàn xe nha mấy chị ơi. 50. Chia sẻ bài cho em với mấy chị. Chết rồi lượt view dành sao like. Lượt view thấp quá sao like được ta. 50. Lắm xíu hoàn xíu nha. Chú em mẹ lắm 50. Lắm 50. Chú em mẹ lắm 50. Lắm 50. Rồi khóm này bao đẹp luôn mấy chị nha. Big share cho mấy chị. Ồ cái thun đẹp cực kỳ luôn. 69 nha. Chốt hàng này Liễu ơi. Rồi 69 ngàn nha mấy chị. Thun quá sĩ. Đẹp. Rồi 69 ngàn nha mấy chị yêu dấu của em ơi. Con này đẹp lắm. Siêu đẹp luôn. Rồi khóc xanh 69. Khóc em ơi chị Nguyễn Binh. Hai nay mới gặp lại. Chào chị Trúc Thanh. Đâu Trúc Thanh đâu. Hello. Hello Trúc Thanh. Vậy, bữa chị Trúc Thanh gẹp lại một lần rồi. Quần đen ngoài sale là 49.000 Ngọc Pha ơi. Rồi, xanh đen 69 luôn. Có size SML. Xanh đen 69. Xanh đen này còn loại viền với không viền không? Bác xanh đen. Nha, cho mình nó lại không thích viền này ơi. Hơi lắm rồi chị ơi. Lần này tao biết big sale lớn luôn nha. Còn mấy lần cam nữa nè. Đâu ra đi thì quả dưới đây. Hết lắm em ơi. Ủa trời ơi. Còn nhiêu nữa là hết khóc này á. Ừ. Ủa cũng bộn chứ. 69 ngàn không gì không chị. Ừ. 69 ngàn thì Kiều Tiên ơi. Tím còn một con đi. Rồi tím viền. Tím viền 69 luôn. Chó em mã tím viền 69.
nhìn chắc thun của nó nha mấy chị. Hàng có túi trong siêu xịn sò. Cái hàng này mặc mùa này quá đã luôn. Khóc thun có tâm. 100% cực kỳ xịn, 69.000. Quần tre là 49.000 thì tú khả hơn có ba mèo chị ơi. Rồi tím 69 cho em. Tím 69. Chốt em mã tím 69. Tím 69. Tím 69. Em xem mã xanh đen. Đây, xanh đen nó có hai loại viền và không viền. Đây là xanh đen viền đây. Nó ăn cho bánh không mệt dữ này. Xanh đen có viền và không viền mới dạy. Giờ ra chốt xanh đen viền đây, 69. Form này 60-65kg mấy chị mặc vô tư luôn. Mẫu túi trong túi ngoài tím viền đầy đủ. Anna Nguyễn lên trên thông tin số. Ok chị Anna Nguyễn này, chắc chắn mua đi. Hàng hãy chốt nha mấy chị ơi. Mấy chị khách mới vô á, nếu mà mình chưa thật sự tin tưởng thì đừng có chốt. Chốt xem qua ngày mai gọi điện thoại cứ quên mất không nhớ chốt gì thì em ngán quá rồi. Không xanh đen chịu Trúc Thanh. Bỏ tâm. Chị sẽ Trúc Thanh lấy viền hay không viền. Đen này chín đây là free size mấy chị ơi. Free size nha. Xanh viền nha. Đẹp quá. Kiều Tiên xanh viền, đẹp ok quá. Kiều Tiên xanh viền hết hay sao á, còn xanh viền không? Ờ, xanh viền không mình một có, thì còn xanh viền không mình. Chớ đầu cho miếng gãy kìa. Ở chén đi. Còn gần hết gãy chứ đi. Chắc cũng được 2-3 nghìn. Rồi khóc xanh đen chị Trúc Thanh. 69.000 con mấy chị chốt hốt đến về mặt em nó thiệt luôn á. Nó mặc đi chơi về mặt đi làm. Nó rỉ quá mà nó đẹp nữa. Mấy chị mặc nó rỉ mà nó đẹp thôi chứ không phải rỉ mà hàng tào lao đâu nha. Đó, mấy chị cứ mua đem bao chắc cho. Túi trong rộng rãi cực kỳ đã. Hàng về 6 trẻ là em thương. Thế 9.000 lỗ mẹ mất 2.000 chưa tính tiền xin về nữa chứ. Nào chốt nhanh cho em đi mấy chị yêu dấu của em ơi. Rồi xanh viền thì thêm phan. Chốt xanh viền xong 9.000 mà vô mà vô đồng. Mãi vô, mãi vô, xanh viền. Vừa chứ ơi, vừa hết rồi chị ơi. Rồi, mã xanh viền chị đang mặc còn một em số con đó. Còn viền không mà chị. Xanh viền, thành đi còn trơn nè. Ai trơn nè. Viền luôn. Viền luôn, luôn á. Hình, cái hình thiêu nó khác. Cái là vô sạc ấy. Này vô sạc, còn cái kia là Adidas. Bùm, vừa râu vậy á. Còn xanh viền không à mấy chị yêu ơi. Em còn xanh viền okay, thôi. Ok, Tú Khả, quần đen xem mờ. Cho mấy chị xem chắc. Em còn xanh viền thôi nha, 69.000. Ok anh đang nghĩ toàn xanh viền không mà yên tâm. Còn xanh viền. Ủa, nãy giờ đang chốt xanh viền xanh mày mày. Xanh chị đang mặc phải không? Xanh nó đảo khóc á. Đồ cột không bỏ bậy lắm hết. Ok rồi. Mọi đồ, người ơi. Đồ bỏ bậy vô nha, đẹp lắm hết. Nó toàn là màu xanh viền hết á mấy chị yên tâm đi. Còn mẫu xanh viền không nha, em đang lựa mẫu mấy chị đây mà. Rồi lên xanh dương. Xanh dương. Con này cái con vậy nó ẩy lên xíu giảm mấy chị. Còn 59.000 giảm 10.000 luôn. Cái này là do tụi em không có bị để nó bị lắm thôi nha. Chứ không có vấn đề gì hết nha. Nè. Đó gì vậy. Chỗ em mã lắm. Lắm 59. Lắm 59. Cháu em mẹ lắm 59 một con này. Lắm 59 một con. Lắm 59 một con. Chắc đẹp lắm mấy chị nha. Ok chị Binh. Rồi xanh dương. Cháu em xanh dương. Xanh dương 69. Ok chị Đạt hồi đánh chốt rồi nha chị yêu. Rồi xanh dương 69 cho em nha. Quần bằng sau lưng em là 49.000 nha mấy chị yêu. Chốt em xanh dương 69 nha. Ba mèo nha em đang treo ạ. Xanh dương, xanh dương. Xanh viền hết chưa? Cũng còn rồi. Ủa thấy đẹp ghê gốc. Lắm cho chị Thiên Thắm. Thì đẹp người nào chốt mình thấy. Câu số 2 đẹp hình rồi. Câu số là ờ em chốt được hình rồi. Xanh dương. Chốt em xanh dương. Lắm cho chị yêu thêm phạm.
xanh dương, xanh dương viền này. Có một mã lắm. Em hết lắm rồi. Rồi xanh dương. Balenciaga. Dục nó bị của chim đựng không chị. Rồi chốt mã không viền, xanh dương này không có viền. Chốt mã không viền số 9. Em hết mã lắm rồi mấy chị ơi, cho em con hùng đen. Không viền số 9. Giờ chờ xíu chị cho coi. Chắc đẹp mê ly. Không viền, chốt cho em mã không viền nha. Không viền số 9 nha. Con này không có viền. Quần giống được trước lấy một cái rồi đúng không? Quần em nhớ nữa, quần đằng sau lưng á chị dặn quần ngó đuổi á chị cho Trúc Thanh. Đằng trước chị lấy là hình như tiết mưa sao? Đằng trước chị Trúc Thanh lấy là chắc tiết mưa. Rồi xanh không viền sâu chín. Xanh không viền sâu chín. Xanh không viền sâu chín. Quần quý phía sau đây nha. Mặt trước là lưng bảng, phía sau là lưng thun. Chắc là chắc đuổi, bông 9.000 nha, ngố. Ngố bông 9. Ngố đen có size SML. Quần con quần đen treo á chị, kim sang dạ. Em đang lên đó chị kim rồi, sang. Còn con ngố da. Ngố da với ngố xanh là free size, 58 kg lại là mang vừa. 45 tới 58 kg là mang được. Mặt trước lưng bảng, phía sau lưng thun. Rồi bây giờ em còn con khóc vàng. Khóc vàng cái mèo vàng nó lên sáng sảng với chị 59.000 luôn nha. Khóc vàng. Chốt cho em mã khóc vàng. Còn mèo vàng hơi sáng sảng 59. Ai thích vàng nhà xanh vô. Xanh dương có viền cho chị Nguyễn Thị Mỹ Kiều. Vàng 59.000, chốt em mã vàng 59. Vàng 59, chốt em mã vàng 59. Vàng còn một mẫu cho Thương đang mang. Vàng 59. Vàng 59. Ok. Ok, cứ lái đi. Vàng 59. Chờ xả lên có ai mua được. Chắc không có người mua chứ. Không. Mình thử. Mắt của người mua cũng không không. Còn mấy con len. Mấy con khóc len. Rồi len đỏ 20.000. Len đỏ 20.000 cho em nha. Chắc len nè. Cực kỳ dè, cực kỳ đẹp, cực kỳ mịn. Rồi len đỏ 20. Sale len đỏ 20. Còn cả chục con len đỏ luôn mấy chị. Len đỏ 20 cho em nha. Chốt cho em mã len đỏ 20. Xả 20.000 luôn. Len đỏ 20. Lên đỏ 20. Lên xám là gọi dạng khóc lên dài á. Rồi chốt em mã lên xám. Lên xám 20 luôn. Lên xám nó chịu khóc nó như lên 20 nha. Nguyễn Binh. Lên xám 20. Lên tím 20. Tím là lên sắc nắp. Lên tím 20. Tôi về để dành mùa ném mùa lạnh này. Rồi con xanh đen 20. Xanh đen dáng dài 20. Rồi lên cam 20. Lên cam 20. Lên cam 20. Còn lên trắng gì vậy nữa nè. Rồi lên trắng 20. Lên trắng 20. Lên xám chị Thu Nguyễn. Xanh đen cho chị Nguyễn Nguyên.
tên sáng cái nào. Rồi mã nhũ 20. Mã nhũ 20. Có em mã nhũ 20. Nhũ 20. Em cửa là thích là em nhỉ. Lấy cái ai tắm này. Lấy cái cột rồi đi. Để nó bê hơn lên không mát nữa nhỉ. Xanh đen 20. Tiếp tục. Hello cỏ ba lá lên ca thôi chị yêu. Thiệt thuần. Các hết hàng chưa cỏ ba lá. Quần đen đằng sau lưng em là tôi vừa khao. Bà người nha, có sai bà yêu nha. Nhủ 20 cho chị yêu. Trang Thùy. Rồi 25 ngàn luôn. 25 ngàn còn mấy con đầm nữa. Cho sờ láng sáng còn cái gì thì lõn luôn. Đầm cam 25. Chú em mã đầm cam 25. Đầm da 25. Đầm da 25 size 58 cái đó lại mang được. Đầm cam 25, đầm da 25. Đầm đỏ đô 25. Đỏ đô 25. Giờ sẽ em hết tấu cho tiếp. Rồi đỏ đô 25. Còn đầm cam này kia nữa này nè. Rồi đầm cam 25, đầm da 25, đỏ đô 25. Phôm 60kg đổi lại mang được 25.000. Tao vừa lòi ra thằng này. Quần đen size 51. Ok à, ok chị yêu. Có một con đầm đen nha. Một con đầm đen 25. Thấy quá chị. Đầm đen 25. Đỏ đô là chị lấy đầm hay là gì? Chị xung hương đông. Đỏ đô là đầm á. Đầm đúng không? Đầm da chị yếu ra. Ngày xưa ai hay cười hay dối hờ. Ok, ok chị cứ nhìn Mỹ Kiều đầm đỏ 25. Da 25 chị Trà My Lương. Đỏ đô. Mua đầm hay tạo lắm á. Đỏ đô. Yêu, 25 un. Đó đô 25 chị lấy luôn bích. Rồi sơ mi 30. Còn con còn mấy thôi. Sơ mi rồi nè. Nhũ hết rồi không? Cái đầm cái áo khóc len nhũ. Phôm dấu quần nó y như đầm vậy á. Khóc len nhũ á. Nó y như phôm dấu quần vậy đó nha mấy chị. Y như con đầm sơ mi vậy đó. 30.000. Chỗ em mã sơ mi 30. Sơ mi 30. Chỗ em sơ mi 30. Sơ mi 30. Sơ mi 30. Nếu mà quần đuổi xả kho thì chị được chọn mèo không chọn chọn mẫu nha. Quần đuổi xả kho chọn mèo không chọn mẫu. Còn nhiêu nữa hết đi. Phải không? Mày nói gì mà bừa hết á. Lấy cọc nào. Chị thấy một cọc ở đây coi còn không? Xả đuổi là chọn mèo không chọn không 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 có chọn mẫu. Cọc thí nè. Chắc chị kêu là ba cái ba mèo. Rồi 25 un, không chọn mẫu, chọn mèo nha mấy chị yêu ơi. Đuổi 25.000 chọn mèo. Chọn mẫu, ôi chọn mèo không chọn mẫu. Mãi vô, mãi vô. Mèo đen. Mèo đen ok chưa, mèo đen. À, mèo đây là kêu là mèo ruốc hả? Mèo ruốc. Còn kìa. Còn đem ra đem. Mèo, à mèo đây mới là mèo ruốc chứ. Hello chị Lê Kế. Chị Lê Kế hình như hai anh em mới dẹp lại đúng không ta?
Ừ, con ở đây không anh chị ơi. Còn mè, đưa mè ra nha chị. Hết đuổi rồi đi. Đây, đây hả? Rê chị hả? Ừ. Không, ý ý là đuổi rồi quý vị nhớ. Mè rút vào đây nhiều mà hết đâu hả? Đây nữa hết nè. Còn để mà tiểu à. Còn ở đây đi. Đem đây luôn. Đem hết ở đây luôn. À. Đây nè. Sơ mi cho thông xương 2 4 6 8 10. Bé bé lên số điện thoại nha em. Tuổi rút và đen cho chị Trần Thu Thủy. Trần ở đây chị cho chọn mèo đấy, không chọn mẫu. 25.000 mấy chị chọn mèo giúp Thương nha. Rồi đó chị, còn lại là cái loại. Em sẽ đuổi 25.000 mấy chị chọn mèo giùm Thương nha. Rồi sơ mi 30 cho thông xương. Sơ mi 30 thông xương. Rồi đuổi đen và rút cho em Thu Thủy. Đen và rút cho Thu Thủy. Đem vào rút cho Thu Thủy. Còn mẫu đẹp. Đã gọi là chọn ngẫu nhiên này. Không có chọn mẫu nữa nha em. Không có gì kéo gì kiếp nữa nha. Bất thí nha. Đồng ý thì em chốt nha em Thu Thủy ơi. Bộ ba gì vậy? Đồ của tao sao nó hư dữ vậy? Giờ mình phá quá mà. Phá hay gỡ lâu đêm quá rồi. Rồi xanh bạc hà cho em Trang Hồ. Xanh bạc hà cho Trang Hồ. Rồi xanh. Mình giữ đi. Tao muốn bán nhung nhựa hết cho rồi. Tao muốn bán nhung nhựa thì đang rút cho cái có túi đi. Cái nào cũng có túi hết bà yêu ơi. Ừ. Quần này toàn bộ có túi mà bà. Toàn bộ có túi hết á. 25.000 mấy chị ra. Ok anh Thủy. Đen cho em Ánh Nguyệt. 25.000 mấy chị chọn chọn mẫu nha. Không có chọn, không quên chọn mè, không chọn mẫu nha mấy chị yêu. Mè đây là mè gì ta? Mè đây chung là rút cái mè gì nữa. Rút nha mấy chị. Rút nha. Rút nè. Em còn mè rút nè. Mè da nè. Mè rút mè da. Rút đen cho chị B3. À, chị cho da luôn đi. Đen cho B3. Đen cái rút cho B3 em yên đi. Đen nè, đó đen nè. Rồi một bộ đen trong những thịt khôi, bộ đen cho những thịt khôi. Đây là đen, trống nào lấy nấy nha các chị. Hai lên nè, chuyển quái là mà. Cá nào cũng có túi hết nha. Cam đoan, đen, nắp, đen. 25.000, đen, 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 đen nè, đen. Và mèo riêu. Cái mèo riêu nữa nha mấy chị. Riêu, riêu. Riêu. Riêu nữa nha. Đó, chọn mèo nha mấy chị yêu dấu của em ơi. À, quần treo bông chín này nha em. Để em chốt nó bị khôi rồi thì em bách phượng cho em. Chưa. Rồi, bách phượng, phượng rút. Rút cho em bách phượng. À, bi cho chị Trần Thu Thủy. Bi cho Trần Thu Thủy. Rủ đen cho em Thu Xương. Rủ đen cho Thu Xương. À, mèo riêu, mèo riêu nha mấy chị yêu riêu nha. 25.000 bắt đại nha. Mấy chị tới nhà mua vẫn 35.000 nha. Chứ mấy chị tới mua mạch thử, sóc mạch thử mà đòi giá ngang lai cậu chết mua nha mấy chị yêu. Hết rồi. Mèo riêu. Riêu nè. Bích phượng rút. Riêu. Em có xanh dương. Mèo xanh dương. Đây là riêu nha. Riêu. Em có mèo xanh dương. Rút và đen cho thi mấy chị lên số điện thoại đem Thương chốt hàng nha mấy chị yêu. Đem và rút với chị Hạnh Thương. Còn rút không em? Đem và rút với Hạnh Thương. Còn một bi đi. Còn một bi. Còn một bi nha mấy chị yêu. Còn một bi nha. Cũng còn một bi. Nè đây nè, xanh dương cho em nha. Xanh dương. Xanh dương còn có hai quần email á. Đây là mèo da nha. Mèo da. Riêu cho em Tâm Lương. Thủy Thu rút và đều và đen. Sang này. Tâm Lương riêu nè em. Riêu em đang cầm á. Còn mèo rút không? Đem và rút cho Thi Thu á. Ở cục cái thứ còn không chị? Đây đây đây. Đem và rút cho Thi Thi. Thu Thi 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 Thi. Xanh dương cho Bách Phượng. Xanh dương cho Bách Phượng. Xanh dương cho Bách Phượng. Da nha mấy chị yêu. Da nha. Có mèo da. Còn một bi.
AB chưa ta? Chưa thấy AB không? Này phôm 60kg mang được luôn nha. Còn một con xanh dương. Còn con xanh dương. Còn con xám 25.000 chọn mèo không chọn mẫu. Một bi da để được khôi. Bi da cho những được khôi. Bi hết mất rồi chị Trịnh Mặn ơi. Mèo này mèo xám nha mấy chị, xám. Xám, mèo trắng. Trắng. Da, da còn chị? Da còn. Da cho bé ba. Da còn. Trắng. Trắng như mấy chị yêu, trắng. Bi hết. Trắng xám. Rồi xanh lá. Hết bi rồi mấy chị ơi. Hết bi nha. Rồi xanh lá. Xanh lá là kaki. Co giãn, siêu co giãn. Còn đen nè. Đen. Đen 25.000 chọn đại nha mấy chị. Bóc đại mèo không có chọn mẫu nha. Tránh cho những ánh nhiệt. Ánh nhiệt tránh. Xám nè. Vậy là chưa có số họ, chủ động lên số họ nha. Lên trình lá họ cho thương nha mấy chị. Hết bi rồi mấy chị ơi. Xanh lá nè em. Xanh lá cho chị yêu Trịnh Mặn. Một bi một da hả? Còn da chị? Hết bi rồi chị ơi. Tuổi đen cho Lê Vinh Đạt. Còn đen, tuổi đen nè. Rồi chung là xám đi nha, để chân chị cho dễ. Xám mà rút hay ngố đó. Bậy ghê. Ờ vậy. Tuổi đen cho Lê Vinh Đạt. Xám đen nè. Đen cho Trịnh Mặn. Đen nè. Caro, có một con caro. Một bụi đen cho Võ Phương. Đen cho Võ Phương. Một con caro xanh lá. Trắng. Đó, 25.000 bắt đại mèo nha mấy chị yêu dấu của em. Xám. Xám. Đó, trắng. Ok chưa? Rào trắng. Bi hết bi rồi. Hết bi, trắng cho lên ký lấy sao bự lên nè. Bản mèo đen xanh dương cho Quang Lê Minh. Đen và xanh dương, xanh dương nè. Đen nè. Đen dưới nước. Nước nữa. Bữa thiên Quang Lê Minh thì còn một vườn. Xanh lá cho chị yêu những thị chiều lên chứ không biết không khỏi chứ ơi. Xám, đen. Có một caro nha. Em còn một caro. Một caro. Em còn xám. Xám em còn hai quần. Xám em còn hai quần. Rồi trắng, xám còn 3 quần. Trắng còn 2 quần. Trắng còn 2 quần. Xanh riêu. Xanh riêu còn 3 quần. Xám ra nữa đi em. Xám ra nữa. Quần trên tường là 49 ngàn một cái. Xám ra nữa đi. Trắng cho chị Thư Nguyễn. Xanh riêu. Xanh riêu. Đào hết. Còn mấy mèo nữa là hết đó nha mấy chị. Xanh lá. Xanh lá. Caro có hai quần không? Caro. Mấy chị ơi cho em Thương xin một bút chia sẻ với nha. Chia sẻ bài giùm em với nha mấy chị yêu nhau. Ai chưa bấm thích trang nhớ bấm thích trang em nha mấy chị yêu. Ôi rú gì cho chừng chị đó. Không phải rú bây rú rú. Ừ. Rú. Ai thử gì vậy đây? Còn một con mèo đỏ. Ok, quần này trên tường xe lờ ok chị. Trắng bự với caro. Trắng bự với caro gì trăng thùy. Còn một con mèo đỏ. Ok, một con mèo đỏ. Rồi một con trăng vé size L 39.000. Trăng vé ưu bự siêu đẹp. 39.000 trăng vé này mấy chị ơi. Khó kéo ở phía sau nha. Nó là trăng vé bút chì. Đẹp đẹp luôn, hôm bữa trước nó mặt mẫu á. Chốt hết rồi mình chốt đơn rớt lại nè. Rồi cho em mã trang vé 39 size L. Trang vé 39 size L. Rồi một áo nam. Áo nam size M. Này nam nữ đều mang được luôn mấy chị. Áo đuổi đẹp lắm. Trang vé 39 phẩm Hồng Ái. Rồi 49 ngàn nha. Con này đẹp lắm mà sang nữa nha mấy chị. Đó. Rồi áo nam size M. Áo nam size M 49 ngàn luôn. Áo nam size M 49.000 luôn. Còn hai con áo nam này hiểu. Còn á, còn nữa. Đây em công xã nào mà còn nữa không? 49 là áo nam hả? Áo nam 49. Ok, những viên áo nam. Làm đêm con. Còn một quần xanh đen 25 nè, xanh đen 25. Đuổi đỏ cho Lý Châu Huỳnh. Rồi em còn một con ngố. Ngố 49, ngố 49, 55, 57 cái đó lại mang được, ngố 49.
ngô bông chín. Rồi đùi hồng má chạy là xe bự chốt mấy cái đùi rồi mặt má chạy bữa bán 40.000 lần á. Rồi 25.000 luôn. Còn xe bự bự không mẹ? Còn xe bự không mẹ? Kép được á. Quần này size to. Má chạy là tầm 55-65kg thì chốt những quần này nha. Quần này mặc siêu đẹp luôn, má chạy lên form rất là đẹp nha. Em có mèo đen mà rút là xanh. Xanh đen cho bạn đồng thì xinh hơn. Thân ơi lên lại số điện thoại cho Thương quá nha Thân. Thanh Nguyễn lái chạy hai cái quần ở đèn xeo lưng em nha. Mèo gì với mèo gì chị yêu? Đủ đen chốt, bông chín chốt cho Bích Lon nha. Rồi đen chốt, lấy châu hình này. Nam cho chị Phạm Hồng Ái này. Nam là cái áo nam sao? Nam là cái áo nam. Ok Phạm. Còn nữa không? Còn đủ đen chị Bích Lon hả? Ừ. Đủ đen cho Bích Lon. Chị Thanh lái hai quần phía xeo mèo gì chị yêu? Xanh đen hết. Ok, hai cái quần đùi cho bà Ái. Cho bà mèo đen với mèo rút đi. 25.000 một quần luôn, quần đùi khó kéo. Xanh đen là cái này. Ừ, xanh đen là cái đó. Đây á, Thương Đăng Bạch cảm ơn chị Bích Long Nguyễn nha. Nãy giờ Thương Bạch không ai chốt, chị Bích Long Nguyễn chốt mừng chết. Lái quần quần đùi 25.000 đây mặc chị ơi, em xả 25.000 này chị Bích Long, size to nè. Quần này mặc đẹp lắm mấy chị, mặc phối với áo mấy chị chơi ba đẹp luôn nha, lên form cực kỳ đẹp luôn. Khoảng một cái lấy nào vậy? Chị Ái đó đó, hai cái quần đó. Ừ. Ủa có quần mày rút dính gì vậy ra không em? Bỏ lại đi, lắm đi, ôm mặt trước, mặt trước. Mặt trước không? Lắm đi là ấy. Được không? Anh lắm rồi rút cái nào đi. Bữa hồng 25. Áo đang mặc em trước nè. Đây chị chốt chị bắt ra nha, để chị chốt ra nha. Tạm áo hồng lấy áo chị Thương đang mặc chị Bích Long Nguyễn nè. Ừ. Đùi hồng 25 thì chị Nguyễn Duyên nè. Đùi hồng 25 thì chị Nguyễn Duyên. Sao này sao lớn thì mấy chị trên 55kg thấy chốt. Còn mấy chị mà thích quá bởi vì nó đẹp thì mua về mấy chị dù khó sửa làm một xíu nha. Đen này dạy em, đùi đen em không xương. Đùi đen em không xương. Đẹp lắm, chị nào thích quá về sửa lại một xíu mặt, bốt lại một xíu mặt 25.000 mà nó đẹp nữa. Thu xương. À, kem. Ok chị Thân, hai quần ở phía sau kem và xanh cho chị Thân Nguyễn. Ok B3, vừa là lái ok chị. Đuổi đem và rút cái đổ phốc. À đúng rồi, mẹ quên hỏng thái cái đai cho bả nè. Quảng cáo bả quần đây là bả mặc vườn này. Đem và rút cái đổ phốc nè. Quần xanh size to cho chị Thao Võ. Thao Võ lên số hỏi giùm em với chị yêu ơi. Size to cho chị Thao Võ. Quần này đẹp lắm các chị ơi. Đùi kho kéo lật lai. À, đem vào rút, hồi nãy thông xương có đem rồi, bây giờ thêm một cái rút nữa. Thao Võ có số thọ rồi. Rút cho thông xương đi. Quần đùi bự đi, rồi vô 25.000 thương sản ngẫu nhiên nha. Sao này sao lớn nha mấy chị ơi. Em ra trước rồi nha, tầm 55 tới số bưng, số 2, số 5kg mấy chị chốt. Còn mấy chị nhỏ con mà thấy thích đẹp quá, mà thích thì nhìn bốt là cái lưng một xíu là mặc được nha. À, chủ yếu rộng cái eo, chứ còn ống hiện giờ là ống là đang rất là hot luôn á. Đen cho Thư Nguyễn. Đen cho Thư Nguyễn. Đen cho Thương Nguyễn. À, xanh to cho chị Tràm Mi Lương. Xanh to cho chị Tràm Mi Lương. Rồi em có tím nha mấy chị. Có tím nha. Thương có tím nè. Thương có xanh. Tím xanh nè. Đó. Em có tím có xanh. Quần là có túi nha. Túi rộng rã và túi thoải mái. Quần rất là đẹp. Rồi em có tím có xanh. Em xả hai lên lên kém 10.000 chơi. Hả? Rồi, khách nhà lên kế như chị. Nói chung là ship trong huyện là đồng giá 10.000 như em yêu của chị ơi. Xanh nữa, cho cái đồ đủ có một cái xanh nữa. À, đồ khóc màu xanh nữa. Ok, đồ khóc màu xanh. Đồ khóc màu xanh. Rồi, đen xanh tím da. Em còn đen xanh tím da. Còn màu đẹp thôi. Đen xanh tím da, còn một con hồng nữa nha. Còn một cái màu da. 25.000 mấy chị chốt đại. Hai đen em ghế nhà lấy, ok nhàn vỏ. Nhàn vỏ hai đen ghế nhà lấy. Nhàn vỏ hai đen ghế nhà lấy. Rồi da này. Da cũng khá là đẹp luôn. Mèo da, mèo đen, mèo tím, mèo hồng ruốc. Đen da tím có hồng ruốc. 25.000, biết sale nhanh luôn rồi mấy chị yêu. Đen da tím hồng ruốc rồi hôm qua mẫu nha. Đen da tím hồng ruốc. Đen da tím hồng ruốc. Đen da tím hồng ruốc. Còn quần này nữa đúng không? Ừ, còn quá hả? Quần này mấy chị mua về
mặt thì trên biển rồi ba đã. Ba cũng chưa hết đấy. Ok chị Thảo chốt rồi nha, chị mua hai bộ với chị được không? Được thì lên Ngọc ơi, chị muốn ship là em ship hả? Không có đổi trả nữa chị ơi. Hà em chốt rồi. Xem ngẫu nhiên đó mấy chị yêu. Đen số 3kg hả? Bộ thì kim tiền, ok chị bỏ thì kim tiền, đen số 3kg. Người ta sẵn cái lời vậy đó. Em với Hồng Thảo bỏ chốt cầu á. Chốt nào đừng chốt lại nha mấy chị yêu. Má có chịu chua dữ à. Rồi quần này em xả mấy chị 20.000. Khôn tầm à. Bé 30kg là đã mang được rồi nha mấy chị. Khôn bô riết. Bé 30kg là đã mang được rồi nha. Rồi 20. Này khung bô rít đẹp đấy. Quần trên trường 49.000 em dân gian Thi Ngọc ơi. Ừ. Siêu dễ thương. Mua ít kè ném nổi trên biển. Khỏe luôn. Rồi quần bô rít cho em nha. Trẻ viền cực kỳ dễ thương nha. Rồi bé 30kg là cũng đã chốt được. Đây là có con nhỏ chốt 20.000 nha. Chốt em mã bò. Bò 20. Chốt rõ đùm em nha. Thả vỏ lái xanh đen hồng. Bào nãy chốt cho nó được là đem với da, đem với xanh đi. Đem với gì? Nhìn thấy quần xanh, size to. Thì má thấy nó một đơn. Quần xanh, size to. Xanh đen và hồng. Đem với da nữa nè. Kể ra chắc chị nó đóng bóc. Đem với da, chốt lại mấy lần mà xanh đen quần. Đem chốt là đậu gì? Đem với da, ừ, đem với xanh, rồi quần đem với hồng trong lúc hết. Ở trong đó không biết chị giống được cái gì nữa. Bò 30kg cho chị đủ huy. Mẹ bò 20.000 mấy chị yên nha. Tuấn cũng được. Cũng được kìa chú Ly. Ngậm mùi ấy. Còn bò 20. Dụ quần bò riết mặt đã lắm. Cái là ngon chua chua lấy mà cái là chua vầy luôn. Chua hả? Rồi bò 20, cho em mã bò 20. Mang bò tới 55kg là mặc được hết luôn. 60kg mặc được luôn. Ôm cái chà ba nữa luôn. Quần nó co giãn nên mặc thật cực kỳ thoải mái. Quần xe tường, quần đen là có size SML. Nhưng em còn quần da và quần xanh là không có size. Resize. Khôn tầm 58kg nó lại 58 nữa tí đó với chân chị cao thon nha. Còn không khuôn tầm 55kg đó lại đi cho chắc ăn. Máy chạy 58kg cao thon thì được nha. Quần bò. Ủa quần đây bữa ai mở hàng mắc thêm lên vì vô quần đẹp 45.000 cũng ai chốt. Mà nhớ ai không? Không nhớ ai hết á. Thảo bác xin nhà ta cắt chút ầm ầm tắt bác 20.000 ai chốt đi. Mẹ rút nha, cho em mẹ rút. Hả? Tôi dặn ghê. Ta dặn, ta dặn. Rút 20. Rồi trắng. Trắng 20. Trắng 20. Chị là ai vậy chị? Trắng 20. Chị thương rồi. Chị ở đâu? Xanh riêu. Xanh riêu 20. Cho em xanh riêu 20. Mèo kem 20. Mèo kem 20. Mèo xám 20. Xám 20. Kem 20, xám 20. Chúng ta em còn kiểu đó cho qua một kiểu đấy. Bắn đi. Xanh đen. Xanh riêu. Có xanh riêu nữa nha mấy chị. Đưa đưa quần xanh riêu trên đầu chị cho người đưa. Có xanh riêu nữa nha. Xanh riêu nữa. Cho em mã xanh riêu nữa nha. Xanh riêu. Bữa ăn mở hàng để lưu quần này ta.
Rồi mèo bò cho em nè, đuổi bò. Chốt cho em mẹ đuổi bò. Đuổi bò 20. Đuổi bò 20. Rồi đuổi da 20. Đuổi bò 20, đuổi da 20. Cái nó về với lại cái đống quần quần kia phải không? Không phải, tại về đi. Tại Sài Gòn. Đuổi hồng 20. Về cho cái quần đuổi á. Đuổi hồng 20. Quần đuổi sao? Đuổi hồng thì các quần đóng thì đuổi mì. Mày nhớ ai không? Ai tới nhà mình mua đầu tiên này. Ba cái bạc cô cũng không? Sao? Cái buổi sáng á. Nhớ không nhớ. Buổi sáng 20. Sáng 20 thì đủ quy. Cái gì mà nó nhìn nhàng dữ vậy? Sao nó bán kem nhàng ba cái chị em cầm tới. Rồi đuổi kem 20. Đuổi kem 20. Rào. Tiếp tục qua mẫu khác. Còn một con chân vé mấy chị ơi, sót lại một con chân vé size S 39 ngàn. Chân vé size S 39 ngàn. Chân vé size S 39 ngàn nha. Đó, chân vé size S 39 ngàn. Chúc em mã chân vé 39. Chân vé 39. Để quần tím còn con size S nè. Còn cái size nhỏ. Quần tím còn con size nhỏ nè. Hai bữa đó 60kg. Cái size cái lưng nó hơi tức á. Áo là chị Bách Lâm nghỉ chốt rồi không? Không áo khác thì nó quảng cáo thương hiệu chứ. Quảng cáo bán được bán chứ. Rồi giờ hôm qua áo phông rộng, xả áo phông rộng. Xả lộn xộn đủ thứ, bắp trúng gì xả nấy. Rồi áo rộng hồng thương mặt 39 nha. Ai chốt rộng hồng thương mặt 39 nha. Chốt rộng hồng nha. Áo rộng hồng 39. Chốt em áo rộng hồng 39. Rộng hồng 39. Rộng hồng 39. Rộng hồng 39. Hồng 39 thương ăn mặc có 1 áo, 2 áo, 3 áo, 4 áo. Nếu mà ngồi xếp tiền rồi. Rộng hồng 39. Chú em mã rộng hồng 39 nha. Em suy nghĩ trong đầu luôn. Cái tấm xuống ngồi đếm tiền như vậy. Rộng hồng 39. Chú em mã rộng hồng 39. Để đây mình có đi kiếm trong tủ. Rồi rộng xanh 39. Chú em mã rộng xanh 39. Rộng xanh 39. Rộng hồng 39 chị Phan Thúy. Rộng hồng, rộng xanh. Rồi rộng tím 49. 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 Bên kia về đi Sài Gòn rồi. Ai? Vinh. Thế? Rộng da. Chú em mã rộng da 49. Có ngồi ở đây không? Nhiều em đi nè. Rộng da 49. Rồi tím đậm 49. Nem nem cuối luôn rồi phải không? Sao nem nem cuối nè. Rộng tím 49. Nè cái nằm gì có nem nem trời. Thấy bả thùng xung. Rồi xanh đen 49. Cái đó là hẹn chưa đi hẹn giống như bác sĩ á. Xanh đen 49. Để thử cái chờ nó hẹn nó ra thử cho nó giúp đỡ tao được không nhỉ. Bình bình kinh doanh không? Ừ. Cái hẹn bên mảng Facebook của anh nè. Ừ. Giúp đỡ gì người ta ở nó ta làm việc cái gì để làm việc thi. Quả mạng mình cần đi ở đâu làm được đi. Mấy thằng nó chị marketing mạng toàn nó ở đâu chứ nó ở mình đâu. Chị quảng cáo đồ này kia kia nọ đó. Đâu có ở mình đâu. Rồi em còn một cái quần 55 ngàn luôn. Sọt. Sọt nam đẹp lắm mấy chị ơi. Sa 34. Chồng chị nào sa 34 chốt nè. Chồng chị nào sa 34 chốt nè mấy chị ơi. Rồi sọt nam. Sọt nam sa 34 55 ngàn. Chốt em mã sọt nam 55 ngàn.
Rồi một con quần đùi riêng siêu co giãn 45.000 luôn, size của nó là size 26. Size 26 27 siêu co giãn nha. 45.000. Chốt cho em mã đùi riêng 45. Đùi riêng 45. Đùi riêng 45. Rồi còn máy cái sọc riêng nhà xã 45.000 luôn. Rồi mã 50 nha. Chốt em mã 50 size S 45.000. Mã 50 size S. 50 size S. Rồi mã số 2. Mã số 2 size L. Mã số 2 size L. Chốt em mã số 2 size L 45.000. Mã 2 size L 45.000. Mã 11 size M. Mã 11 size M 45.000. Rồi mã 10 size S. Chốt em mã 10 size S 45.000. Mã 10 size S 45.000. Mã 10 size S. Rồi mã 5 size L. Mã 5 size L 45.000. Mã 5 size L 45.000. Mã 16 size L. Mã 16 size L 45.000. Không có xin lỗi chị Thu Thủy ơi. 16 size L 45.000. Mã 15 size M 45.000. 15 size M 45.000. 16 chị Bích Loan. Rồi mã mã này sọt nam size 34. 55.000, đẹp em. 55.000. Size 34. Size 34. Dài mai về chị Huyền ơi. Rồi mã số 6 size M 45.000. Mã 6 size M 45.000. Mã 6 size M 45.000. 45.000 quần là size 30. Chốt em mã size 30 nha. Size 30 45.000. Chốt em mã size 30 45.000. Size 30 45.000. Rồi một con U10 Becky. Wow nó đẹp hay chứ. Đông đẹp quá. Size L mấy chị ơi. Size L đẹp ghê em. Tuyên dài mai về nhiều mấy chị yêu. Quần sọc nam size 34 cho chị đổi quy. Mai về rất là nhiều nha. Con Becky là đẹp quá. Hai cái hai xeo con. Hai cái xeo mi chị chốt không? Size 34 là cái sọc xeo chị chốt. Còn đây mèo đen, còn mèo đen size 34 chốt luôn đi đổi quy ơi. 55.000 là quá đẹp mà rỉ. Rồi mã số 1, con Becky này đẹp quá mấy chị ơi. Becky này dài cho sang chiến tắc nha. Con Becky vẫn đẹp luôn. Rồi mã số 1 cho em nha, 70.000. Thiệt mấy chị mua quần đây này ở ngoài chợ 220.4 nó hẹp thật sự. Không có điêu một tiếng nào luôn. Rồi mã 1 có út lông đó em. Út lông không đánh mã 1 đi. Đánh mã cho dễ. Ra đụng lông đánh mã đi cho mấy không có. Đừng có, hôm nay là cũng cắt không. Đụng cây vô đây cắt không đi mà. Đó đó, còn có quần size 34 em Bích Loan. Còn một quần size 34. Giật mà đi. Còn một quần size 34 mèo đen đó em. Mèo đen size 34 đó. Rồi mã số 1 70.000 cho em nha. Mã 1 70.000. Máy dán quần này đẹp quá. Mã 2 size L. Mã 2 size L nha. Chốt cho em mã 2 size L. Quần belly lưng cao mấy chị ơi. Lấy em giờ lấy cái sọc nam á. Sọc nam. Sọc nam 55.000. Rồi mã số 2. Mã 2 size L. Mã 2 size L. Rồi em còn một con khóc gió này. Em xe cho mấy chị 50.000 luôn. Ok chưa? Ôi 50.000 con khóc này mấy chị ơi. Lót lông. Rồi khóc 50. Chú em đã khóc 50. Khóc 50. Khóc 50. Chú em đã khóc 50. Khóc 50.000. Chú em đã khóc 50. Ôi khóc 50. Hello Tuyết Nhung Nguyễn Thị. Rồi áo khóc 50. Quần tây nè mấy chị ơi. Quần tây chắc u mì siêu co giãn. Quần này rất là đẹp. 70.000 size 30 cho em nè. Chốt em mã số 3 size 30 khó kéo nha. Mã số 3 size 30. Quần này nếu mà mấy chị mặc đi làm thoải mái cả nghề luôn mấy chị. Siêu đẹp luôn. Rồi quần này size 30. Mấy chị là 55-60kg chốt cái quần này mặc nè. Con này siêu co giãn mặc đát đúng đẹp luôn. Rồi mã số 3 70.000. Chốt em mã số 3. Chỉ còn áo dây. Có một áo ba lỗ màu xanh. Mã số 3 cho em nha. Chốt cho em mã số 3 70.000. Rồi con này chiến tắc size S. Rồi mã số 4. Mã số 4 size S nha. 70.000. Quần này mặc siêu đẹp mà siêu đã. Không bám bụi, không ràng rỉ, không bị nứt nế. Mã số 4 70.000. Mã 4 70.
Rồi em còn mấy con khó kaki. Đẹp lắm chị ơi, tâm chín nha. Lắm xíu. Trên đùi có bao nhiêu đó thôi à chị Thu Sương ơi. Khó là khó cho lớn hết chứ. Khó cho người lớn hết chị. Vừa chị Mỹ Kiều. Ở số 3. Mã số 3 size nhiêu vậy? Như là không to không. Còn nó có size. Ừ, nó có size 30 lận á. Quần ở chị nhớ một cây nó có 3 size 30 hả? Ok, mã số 3 size 30 chị Phan Thúy nè. Nhìn quan sức lên mẫu rồi chứ. Ừ, hồi sáng giờ nó tung quanh rồi. Chở quanh đi rồi hả? Mã 3, em chốt qua mã này đi em. Mã nhúng vậy nè. À này có cái S em nè. Vô vô lắc. Đếp cửa đây nè. Đây đây, nó cũng là dạng quần tây nha mấy chị, siêu đẹp nha. Nó là dòng quần tây, em đang cầm là size S nè. Đó, đẹp lắm. Có khó kéo, hai nút. Hiếm lắm mấy con quần này, kiểu như thế này nè mấy chị. Rồi mã số 5 cho em nha. Mã 5 em có size S nè. Chốt cho em mã 5. Mã 5 em có size S nè. 5 size S. Mã 5 size L. Mã 5 em có size XL. Mã 5 em có M, S, M, L, XL. Mã 5 em có đầy đủ size S, M, L, XL 70.000. Chốt em mã số 5 kèm theo size. Mã 5 kèm theo size. Rồi khóc kaki dáng rộng. Thiệt đẹp luôn á. Này sao mấy chị mặc chứ em ngày hôm qua em lấy một con mặc đi đường luôn đã. To, dài, đi đường rất là thoải mái. Rồi 89.000 hàng kaki 2 lớp siêu xịn sò. Có túi trong luôn nha. Hàng toàn bộ là có túi trong. Có dây rút ở bên dưới, chị nào thích rút thì rút lại. Mã nam size gì chị Phan Thúy ơi? Mã nam size L chị Nguyễn Thị Mỹ Kiều. Mã nam có đầy đủ size luôn. Rồi cái này có rút ở bên dưới luôn, mấy chị muốn rút thì rút nha. Rồi cho em mã có kaki hồng. Em có kaki L, XL đây. Chị Phan Thúy chốt kèm size cho em nha chị. Mã nam size L. Không, khó là mã nam thôi. Mã nam hết CL. Mã nam hết CL mất chị ơi. Mã nam sẽ em chị Kim Khải. Này XL nha. Này coi giãn cực mặt chiếc á. Này nguyên mặt được này. Nguyên im lĩnh đúng không? Rồi tâm chiến nha con áo cũng đang mang nha. Nhà mới gạch mà phấn. Ờ, nguyên nhà mới gạch đó. Tâm chiến nha. Mã nam chị Phan Thúy lên size giùm em đi chị yêu. Chị nào mua em xe 79.000 luôn. Quyết phanh lộ hay lộ. Mã em xe L hả? Xe L em hết mắt rồi chị Thúy ơi. Em có xe L. Em có XL với M thôi. Rồi mã hoa cúc. Hoa cúc cho em nha, 79.000 luôn. Hàng kaki 2 lớp siêu xịn sò nha. Chốt em mã là mã hoa cúc 79k. Hoa cúc 79. Chốt em mã hoa cúc 79. Hoa cúc 79. Rồi mèo bò 79 luôn. Mèo bò 79 hốt nhanh hốt lị với chị ơi. Hàng này em nhập vô 80 quái ngàn rồi. Rồi mèo bò 79. Con này mặc đi đường sướng lắm mấy chị. Em thật sự luôn. Mặc đi đường cực kỳ thoải mái và cực kỳ sướng luôn nha. Ốc khoáng có mèo hồng đó. Mèo bò, mèo cam đồ mấy chị yêu. Bạn em còn ít cái lờ nha. Còn bạn em ít chỗ lờ. Rồi 79 ngàn hốt kaki. Hốt nhanh chốt lị. Hàng không đẹp cứ trả lại em thương nha. Hoàn tiền gấp đôi gấp ba cho mấy chị luôn. 3 tiếp quay đầu. À siêu đẹp, kaki rất là đẹp. Không đâu có giá 79.000 đâu này, em sale mấy chị. Sao bán cái phone này không được. Cái phone ôm này về bán kệ. Không kịp để bán, không có để bán. Mà cái phone này là nó phù hợp với chị Tiên một xíu, cho trẻ một xíu. Mấy chị cứ thích mặt ôm. Nhưng mà thực chất mặt này đi đường rất là thoải mái. Không sợ lò bọng lò biết gì hết trơn á. Hoa cúc. Đúng rồi, xuống luôn. Chốt nhanh đây. 79.000 mại vô mại vô. Hoa cốc 79 chốt cho em nhân viên. Lên trên lên số điện thoại. Đồng giá 79.000 nha, chốt nhanh đi mấy chị. Hoa cốc em, hoa cốc đó là kỳ gì chốt là hoa cốc cam. Mã nam size M bao nhiêu ký vừa? 55 ký được nha em. Cắt có hồng thun xương. Có hồng chị Thương đang mang phải không? Cho thun xương phải không? À, nói chung là khóc thì đồng giá 79.000 mình cho banh nếp hàng cho tên điện sò. Còn khóc mặt cho phần mơ đi. Còn á à, chị đang mang còn mà hồng phối thôi. Hồng phối chữ nè, chữ IS IS lấy áo đang mặc hả xinh thương như mình sao vâng ai hồng phối chữ nè đây chị gì mua lê không hồng đang mặc mua lê rồi đó á à, chị bình
bình tĩnh em xả 79.000 nha mấy chị, hốt nhanh luôn nha mấy chị. Không hốt là nó hết á. Mơ lê Xuân Hương, Xuân Hương hết chị mạc 79.000 rồi, bây giờ em lên nha. Chốt chốt đi em. Còn có ai chốt nào mà chị? Còn 2-3 người nữa. Mơ lên nè. Chào chị Xuân Hương. Đây. Xuân Hương. Chào Trang Nguyễn. Đẹp quá trời đẹp luôn á. Ok, mã này đẹp rồi, đủ quy. Chất mắt luôn á, không phải đẹp giỡn luôn á. Ai nữa không? Không hết. Ai chốt mẫu nữa không? Hết rồi em. Mã này em xem rồi cho chị đủ quy. Mã xem mời chứ. Mã này em xem mời cho chị đủ quy. Rồi, đây mấy chị ơi. Cái lô chị nhà mê nhập tầng. Hai người ngồi sát nghe rồi chấm bài nghe rồi chạm chị ạ. Mình xem bao nhiêu tiếng. Đủ sai chị ơi. Cho em xem móc với chị đèn vị. Đây rào với tao lên nha chị yêu ơi, 79.000. Mãi vô 79.000. Mãi vô. Hy vọng là ngày mai về lô mới để kịp em like cho dân mấy chị nhân ngày sinh thành của em. Em sẽ tặng quà cho mấy chị nha. Ngày mai nhớ đón xem nha mấy chị, trưa mai nha. Chứ chiều mai lại em đồ bí cho em. Mẹ xanh mấy chị ơi. Xanh dương 79, xanh dương 79. Ôi, ok. Xanh dương phôi trắng 79 thì em bán 79 nha, em ngậm ngùi và em đánh đo. Dục hết rồi chị ơi. Dục hết luôn. Nó đẹp lắm nè, thật sự. Hàng kaki 2 lớp siêu xịn sò. Mai tao áo khoác không chị? Áo khoác gì nữa em yêu? Quần viên đùi size L mở, có cái là size L đưa ra sao lại. Xanh dương mấy chị nha. Xanh dương, đây là xanh phối trắng. Mã hồi nãy là xanh dương, còn là xanh phối trắng cho em nha. Xanh phối trắng, xanh dương, xanh phối trắng 79.000. Mua con này, mùa này đường đúng bà, y bà luôn. Y kiểu lắm. Ngày qua mặt đây đúng đài, bún đẻ luôn. Thoải mái, bao lên bao xuống. Cho em một cái em bấm vào đi chị. Cái dây 3X em xương giọt. Cho em cái em bấm cái này. Cái tạo mày không còn rút. Cột mà ra nó ngán quá, rút mất tiêu rồi. Rồi xanh phối trắng cho em nha. Chú em mã xanh phối trắng. Xanh phối trắng 79.000. Mai ra đồ gì? Mai đồ nhiều về nhiều lắm. Mà tóm ra lên sang xả. Tóm em xả luôn ao kiểu mấy chị lên sang nha. Ao. Tại mày. Em đã bị bệnh cà. Em cải tạo quy chính là đã vừa mới hết cà. Tiễn theo mấy con nhân viên nó cà như cái gì vậy. Cầu em cà theo nó luôn. Nó cà một ngày nó cà thôi đừng có nói cà. Cà chua cầu cà quá. Mã số này em size L nha em, 45.000. Mã năm size L. Chốt chị mã năm size L. Cầu nó cà lít. Nó chậm mấy cà chị à. Mã 2 size L. Mã 2 size L. Chốt em mã 2 size L. Mã 2 size L. Mã mừng xéo size L. Đó còn 3 vùng riêng size L nha em. Xanh phố trắng cho chị Lệ Bùi. Xanh phố trắng cho chị Lệ Bùi. Hàng này không chốt gì mấy chị bể chín nha. Nộ ơn. Cái hàng này kaki 2 lốp đó xịn mà có túi trong rồi nữa nha. Đó, bẹp điện thoại, bẹp vàng thoải mái. Cái áo hồng này nó từ dữ này. Có vàng, bẹp vàng. Có gì bẹp nấy. Ủa mẹ này mẹ hoa cốt đầu tiên mà em. Ừ, đúng rồi. Mẹ hoa cốt mà. Chốt lậu. Chốt nào vậy? Ừ. Quá. Má nữa, em có cầu nè. Em ăn cho không xương. Để hoa cúc nè. Ừ. Rồi hoa cúc 79. Cho em mã hoa cúc 79. Hoa cúc 79. Rồi đã ăn hết. Bữa qua sao em lấy đồ banh nhiều lá đồ nữ chứ mà nhiều dữ vậy. Mày lấy tao. Chị chứ ai, chị lấy đồ đó banh mà dừng nói em nữa. Lấy đồ đó banh chứ. Ờ vậy mấy chú chị hôm thấy cái vậy. Mẹ đang nết thôi tiêu mỏ. Cái này ít lại nha. Em bẻ cái sợ không vừa chị mơ. Không phải là đồ trai nó càng đây, nhiều. Hoa cúc cam. Cái mãi đừng qua đây. Hoa cúc cam. Ít chi nữa hết rồi trai là mượn. Hoa cúc cam. Cho em mã hoa cúc cam. Ô mì một bóng gái vậy. 79.000 mấy chị ơi mà. Áo tím nè mấy chị mua áo nữa không em like không. Không mua em qua mẫu tím đẹp quá. Tím 79. Tím 79 có vàng nữa đây. Vàng 79.
Chỗ em mã vàng 79. Nhanh chân nhanh tay big sale mấy chị ơi. Hiếm lắm cận con vàng rồi. Vàng 79. Ông mua nữa đi, mua nữa qua mẫu. Cho mấy chị thoảng sang khỏi ngán. Vừa chị ơi, 29 cái tương đuôi XL á. Ô quần này đẹp quá mấy chị, yêu dấu của em ơi. Dáng bé dài quá đỉnh luôn á. Size này size L cho em nha. Size XL. Em bẻ tí đó là không vừa của quần ở đâu. À size 29 là được. Size 29 nhưng mỗi lần không có giảm cái không vừa. Vàng cho gì đặng lệ. Vàng cái chiêu đi đặng lệ. Rồi mã là chốt cho em mã số 8 size XL. Đẹp quá 70.000 mấy chị. Nói thật luôn mấy chị cứ nhận con là về ra. Thôi cút bò cho Mai Hảo. Ít nhất nó là 120.000 một quần. Nói thiệt luôn. Rồi chờ á. Chắc là đẹp nữa nha, chắc không mua mì cực. Em hết vàng chị Hảo Nhiên ơi. Mã 8. Vàng còn không yên hết rồi. Con chút vàng còn con là này. Ừ. Ui ẩu tả. Rồi con lại đi giống nào. Em cho em nghe không. Không phải. Đây là vàng, đây là vàng nậu. Đây là vàng. Hoa cúc bò cho chị yêu Mai Hảo. Có một con vàng không xanh. Có một vàng nữa. Ít, như vậy ít vàng nữa. Còn có một vàng này. Mã số 8, đánh mã số 8 đi em. Mã 8 size XL. Em hết vàng. Mã 8 size XL, em còn đem khối vàng. Dạ là mấy chị còn mua áo rồi đúng không? Em lên nữa. Đem khối vàng, đẹp quá. 79.000, big sale nhanh lên mấy chị. Đem khối vàng, chờ ở cái áo khóc này 50.000 mà không ai chốt. Đem vàng cho mấy châu hình. Áo là 50.000 không ai chốt, cái lạ vậy. Quần cái 8 cho chị Mai Hảo. Đẹp quá đúng rồi mấy chị ơi. Cái con này nè siêu đẹp luôn á, em nói thiệt luôn á. À, ai có con trai nhỏ mặc cũng được nha. À, áo khoác 50. Áo khoác 50. Rồi xanh riêu. Xanh riêu. Áo khoác này đẹp ha. Ô chân ơi chị Phương Lê ơi. Hai anh em mới ghẹp lại chị yêu. Hai anh em trời rồng rã mới ghẹp lại chị Phương Lê. Chị mắc tích ở đâu? Sợ chị má không vừa chứ. À, xanh riêu 79. Cho em mẹ xanh riêu 79. Đem khối vàng hết. Đem khối vàng hết, có một con này. Ok chị riêu bụp. Red bốc này, red bốc. Xem phải tiêu ốc khóc lên mưu. Đây bên trên có khóc lên mưu. À chị thăng thí chốt rồi. Xanh, ok chị yêu. Rồi mã số 9. Mã số 9 size M. Giá quần đẹp lắm mấy chị, 70.000. Ô cái phong quần bé ghê đẹp lắm mấy chị. Mặc lên là bao nhiêu luôn nha. Mặc cái này mấy chị lọc độc cả nghề. Mấy chị không cảm thấy mệt bỏ trong cơ thể mấy chị luôn á. Cái chất nó rất là đẹp và nó thoải mái. Hết mắt chị lên xong xem rồi. Chốt cho em mã số 10. Mã số 10. Mã số 10 size M. Con xanh riêu thương ngon mang. Mèo ra đẹp quá thì mới chạy chốt mèo bò này. Mèo bò đẹp ha. Chốt cho em mèo bò 79.000. Con này đáng diện bán 79.000 mấy chị. Nó đẹp quá. Có túi trong hết toàn bộ nha. Cái này trai gái thì mang được tới vùng này em. Chu cha bán vàng chứ ơi. Chủ tiệm vàng mà hết tiền sao được. Không hết được đâu. Tiền còn vàng. Rồi mèo bò. Chốt cho em mèo bò nha. Mèo bò, mèo nhà bò. Nhà chị không có gì ngoài vàng cả. Nhà chị không có gì ngoài vàng. Mèo bò, đẹp quá. Mèo bò. Chốt cho em mèo bò. Mèo bò, mèo bò. Chu hồng phối mấy chị ơi. Hồng phối 79. Cho em mã hồng phối 79 chốt nhanh chốt lẹ mấy chị ơi không hết mắt. Hồng phối 79. Hồng phối 79. Rồi hồng phối trắng 79. Hồng phối trắng 79. Hồng phối trắng 79. Táo đem xả áo kiểu. Táo lên coi áo kiểu nha mấy chị. Đó hồng phối trắng 79. Mã 9 sẽ mời cho chị Võ Phương. Mã 9 là chị nói mã mừng. Mã 9 ok chị yêu. Đổi xanh riêu được không? Lệ Bùi chốt rồi giờ đổi. Lẹ Bùi ơi chốt xem tình dục qua khi mắc kẹo không biết cái gì để đổi luôn ơi em gái của chị ơi. Mẹ bò Lẹ Bò Tuy Nghĩa. Ai chưa có số điện thoại nhớ lên số điện thoại cho Thương nha mấy chị. Bò đây không chị? Ờ. Không phải. Mẹ bò cái này. Đây đó. Đó. Ừ. Đó là hoa cúc. Ai chưa có số điện thoại lên số điện thoại giùm em nha mấy chị ơi. Rồi hoa cúc da. Cho em mã hoa cúc da nha. Hoa cúc da. Hoa cúc da. Em còn một con áo đen xả 50, hai con áo đen xả 50 luôn. Áo đen 50, trai gái đều mang được, nãy chị đã yêu cầu coi bên trong. Bên trong nó có lớp lót lỉ. Rồi 50.000 đen. Đen 50. Chốt em mã đen 50, đen 50. Đen 50.000, chốt em mã đen 50.
còn gì nữa đâu mà thương với chờ. Có rồi Trang nha. Có rồi, chồng thêm càng tốt nha em. Rồi đen 50, em còn hai con đen 50, trai gái đều mang được. Đen 50 với xám 50 nha. Em còn đen 50 và xám 50. Ok. Hoa cúc gia cho chị Phan Thúy. Hoa cúc gia cho Phan Thúy. Đen 50 cho Bích Phượng. Đen 50 cho chị Bích Phượng. Xanh 50 có người chốt mất lẹ mùi ơi. Chị còn đen ngoài da nha em. Chị còn đen ngoài da nha em yêu. Đen ngoài da. Da 50, đen 50. Da 50, đen 50. Da 50, đen 50. À xám, xám. Xám á, xám chị đẹp nệ á. Đen cho Bella. Chốt giá thôi nha mấy chị. Nhiều khi em tưng tưng giật giật với em vui quá. Em bán tầm bại tầm bạ, mai em không nhớ giá. Giá về bán đầu tiên em nhớ cho giá xe. Em bán phần phần điên điên không nhớ. Đen 50 cho Bella nè, em nhìn chưa? Chưa chị đi. Đen 50 cho Bella, xám cho chị đẹp nệ. Da hết nhân lệ ơi. Rồi em hết à, em hết. Rồi mã số 11. Đẹp quá. Phía, đặc biệt là quần này phía lưng, phía xe lưng bảng mặt chín á. Phía xe lưng khuôn mặt chín cực kỳ luôn mấy chị. Ồ thì nó không quần. Ở đâu bán 70.000 nha mấy chị, nó đẹp dáng nha luôn. Rồi chốt cho em mã số 11. Mã 11 em có size S nè. Mã số 11 cho em nha. Đẹp lắm mấy chị ơi. Mã số 11 em có size S nè. 11 size S. 11 size S. 11 size S. 11 size M. 11 size M. Mã 11 nha mấy chị yêu. Mã 11 nha. Mã 11 đẹp chưa? Dáng quần nó dáng dài nữa. Đang em ơi chốt chị B3 rồi nha. Mã 11 size M. 11 size M. 11 M. 11 L. 11 L. 11 XL. Rồi mã 11. Siêu đẹp. 70.000. Đẹp quá. 70.000 mã 11 em có đủ size. Xanh riêu cho em Hiền Trang BT. Hiền Trang BT lên số thọ nha em. Xanh riêu là mã cho Thương Mang đây. Xanh riêu 79 đúng không em Hiền Trang BT. Hiền Trang BT lên số thọ. Mã 11 XL cho em Mai Hảo. Hiền Trang BT lên số thọ nha em. Mã 11 XL cho Mai Hảo. Mười một XL cho Mai Hảo. Mười một hình như có một quần XL này Thảo Nguyên. Cô Ba thấy Thảo đúng không Thảo Nguyên? Mười một XL em thật ra là còn nữa nè em. Còn biết hai gì đây? Xe S. Cả mười một nữa. Mười một xe S. Mười một XL em hết rồi nha chị yêu. Mười một XL em hết rồi ạ. Mười một XL em hết. Có con khóc mẹ bò đây đẹp dữ vậy. Wow. Khóc mẹ bò đẹp quá. 11 L cho chị Phan Thúy. 11 L cho Phan Thúy. Chị Thơ Như. 11 2 S 2 M. L L còn mấy con mấy gì Thơ Như. 2 S không? Ừ. À bên em đã gọi là đã đưa đơn, còn chị nào được giữ đơn là em cho phép giữ đơn trong vòng 2 ngày nha mấy chị ơi. Rồi ăn khóc bò. Con này có dây rút ở bên dưới này. Ăn khóc bò nó không có dây rút. Thôi như 2S, 2M. 2L. Rồi khóc bò thương em mang 79 ngàn. À 52kg lấy M thôi nha em yêu. Lấy M hoặc lấy S là được rồi, gửi cho dáng đó là dáng bé ghi, đừng có 5L. Hết L rồi. Em lấy M thôi. 52kg chọn M thôi nha em. Thôi như được 4 cái thôi, 2S 2M thôi. Rồi áo bò thương em mang 79 nha. Hàng có túi trong hết á mấy chị yêu nha. Hàng toàn bộ là có túi trong hết á. Rồi em còn một con quần đùi. Đùi đuổi 35 nha, quên đùi ô mì. Này đùi ô mì nha mấy chị, siêu đẹp nha. Đùi ô mì, size của nó là size S. Size S nhưng mà mấy chị 55-60kg mặc được luôn á. Con đùi ô mì nè, coi giảm. Chốt em mã đùi ô mì 35. Đùi ô mì 35. Rồi mã này mã số 12 cho em nha. Mã 12.
Đợt quần Bentley về đẹp quá mấy chị, dáng của nó là dáng dài á, đẹp. Đẹp ghê luôn á nha. Rồi mã là chốt em là mã số 12, 70.000 cho em nha. Mã số 12. Mã số 12. 50kg lá sẽ ép cho em. Ok chị Hoa Phan, Tho Phan. Rồi mã số 12 cho em nha. 11 cho em luôn mã số 10. Ok Dung thì chị Dung. Rồi mã số 12. Thầy em chưa có phun quần lên má chị biết nó đẹp rồi. Mã số 12 em có size S nè. Mã 12 em có size S, size XL. Mã 12 em có size S, L, M. Rồi mã 12 có S, M, L và XL ạ. Mã 12 em có S, M, L và XL. Áo thun ngang mặt chốt em mèo bò. Áo thun ngang mặt chốt mèo bò. 12 size S, M, L. Ờ chị ba, chị không cầm mấy cái quần nữa đi bán. Ăn đã lấy nó. Quần chợ mấy đứa nó lấy nó bán em nhiều lép. Cô Uy á, mấy bà ăn lép. Ừ. Vậy cho mua đơn không gái. Mua đơn gì đâu, mua đơn. À để thật xe em về viền á. Em về ơi dạy một viền nè. Bán nó đã. Quần đuổi dài ngày mai nhà em về nè. Đuổi dài, đuổi trước mưa. À quần tay, quần ring, bố trước mưa rất là nhiều nha. Kim Chi Nguyễn để hình như có một áo mèo bò không em đi. Có rồi em yêu nha. Có rồi. Cho chị xem áo khoác hôm qua có mấy mèo. Áo khoác hôm qua là áo khoác ly nắng đó phải không chị? Khoác hôm qua là khoác ly nắng đó phải không chị yêu? Trao 9.000 đó phải không? Đây về bằng lớp đã. Ừ. Mặc lớp đã mà nó không có bị bám bụi nha. Cực kỳ đẹp. 12 cm cho Trang Hồ. Và Trang Hồ đó cũng còn coi đó à. Không, em nói quần đây thì chắc ai biết chị lấy quần đó. Quần Yên Đan La đây nè. Ai biết chị lấy quần đó. 12 một S quả. Mặc chúng ta có mũ. Rồi áo em mặc 49.000 chị nè. Có chốt là chốt nha. Áo thương mặc 49.000 chị nè. Có chốt là chốt. Rồi áo hôm qua em mặc đây. Em ok thôi mặc... Như nha, em hết M rồi, được một S thứ 2M nha chị yêu. Rồi, áo hôm qua em lại có tất cả các mèo đây để em mặc lên nha, mặc mẫu lên, mặc mẫu. Mặc mẫu. Thôi Như chị ở đâu rồi chị yêu ơi? Còn mẫu có còn đông theo ấy. Chị Thôi Như thấy có số điện thoại rồi mày. Mày chưa có số địa chỉ à? Ừ. Hết lần đầu tiên sao? Sợ luôn á. Chị Thôi Như ơi, chị mua hàng chắc chắn nhận hàng giùm em thương nha mấy chị. Mấy chị khách lạ nếu mà chưa tin tưởng thì mình đừng có chốt, còn một khi mình đã chốt thì mình chắc nhận hàng giùm Hương nha. Hôm nay sao kìa còn mấy khách lạ vô chốt phí thế lắm mà chồng chốt đơn chốt không được, cứ gọi điện sao không có mé, gọi điện chắc kêu không nghe. Rồi sau 9.000 con khóc trong nắng mấy chị ơi, đừng có quan niệm là trong nắng là chắc nó phải về nha, chắc mà là chắc chống nắng kim cương, cái sợi vải của nó được dệt từ những cái sợi vải có chống là kia chống nắng nha mấy chị. À, vì sao cái áo này của Nhật nó tới mấy trăm ngàn cả triệu mà nó nóng kia. Mấy chị đừng có nghĩ là chống nắng là phải về. Rồi, hàng chống nắng kim cương, nếu mà chị nào mặc cái áo chống nắng kim cương dài này thì là sẽ biết nha. Đó, em có mèo hồng 69.000 một con nha. Hàng của nó được đựng trong túi như thế này. Chưa chứ ơi, mấy chị gọi em giữ đơn là còn giữ đơn chị Mai Hảo nha. Rồi sau 9.000 một con em có hồng nha. Em có hồng à, em có hồng, có xanh. Có hồng nè. Đây là chốt cho em là xanh nước biển nha. Con Hương mang là hồng. Con này là xanh nước biển nha. Xanh nước biển. Đây là hồng nhạt, kéo lại đi. Rồi đây là xanh đậm. Chốt cho em là xanh đậm. Hồng em đang mang. Rồi mèo xám. Chốt em mèo xám 69.000 nha. Nhà em đi đơn là gọi điện báo hết nha mấy chị. Chị là bảo dồn em sẽ dồn. Dồn trong vòng 2 ngày. Mèo xám chị là đi đơn là em báo đi đơn. Rồi xanh nhạt. Xanh nhạt. Rồi hồng nhạt. Ok chị Má Hảo. Hồng nhạt. Đó. Rồi áo trong nắng nhà em thương có những mèo như đó nha. Áo trong nắng nhà em thương có những mèo như đó nha.
Tối nay chị la nữa, ngày mai mới đi đơn một lần nữa nha em. Nhà chị thường đi đơn vào buổi sáng, buổi trưa và buổi tối la sẽ dồn đơn. Rồi áo chuột như thế này, 49.000 ai chốt cho em áo chuột. Yến ơi em hỏi mã nào vậy em? Yến hỏi mã nào vậy em yêu? Hồng đậm, xanh đậm, 69 nha cô chị Phan Thúy. Rồi mã là mã số 11, size của nó là size B-Rai M. Mã số 12 chứ. Mã 12 size M cho em nha. Chốt em mã 12 size M 70.000. Mã 12 size M. Quần đang sau lông mặt dưới gối không chị? Trên không, gối dưới. Trên gối dưới gối ngồi là tát đế. Không đậm xanh đậm gì trên gối nha em. Áo khoác vừa nha em. Áo khoác 45kg đưa lên là mang vừa. Hàng áo khoác mấy chị cầm cái bị của nó biết mà. Nó nặng trịch luôn, thiệt sự luôn đó mấy chị ơi. Độ nhúng của cái dây là mấy chị biết rồi. Cái gì chị? Em để cho bị màu đen á. Dạ. Tao tin thấy rằng á. Rồi, kẹp chưa? Mã số 12 cho em nha, 12 size M. Mã 12 size M. Các chị nên mua áo hả? Nói chung là hàng nhà em nếu mà chị mua sỉ á là em sẽ giảm 10.000 so với giá lẻ nha chị. Còn những hàng nào em sale là em không có tính được giá sỉ nữa. Nhưng mà hàng áo khoác nè là em sẽ giảm chị 10.000, bởi vì hàng đây là hàng em đang bán đúng giá 69.000 nếu chưa có sale. Còn những nào em nói sỉ với chị biết luôn, thường thường nếu mà sỉ chị đùa like á là sẽ giảm 10.000 so với giá em bán lẻ ra. Còn nếu mà chị ôm lô thì giá nó sẽ được thêm được 2-3.000 nữa. Ôm lô tức là em sẽ tách lô ngẫu nhiên cho chị, còn chị đùa like thì giá sỉ em sẽ giảm 10.000 cho so với chị nha. Đó, sỉ lần đầu tiên chị vui làm kẹp, kẹp tiền em mới đi đơn nha chị, kẹp cho em 50.000 nha, cũng như em kẹp các tiền ship. Mã 12 xem mờ chị Thư Như. Rồi quần u mì em đang like sỉ 64.000, em công khai giá sỉ trên like luôn. U mì em đang like là em sẽ sỉ 64.000, còn áo khoác em sẽ sỉ giảm 10.000 so với giá lỉ. Còn những hàng nào em đã xả ra rồi thì giá sỉ ngang ra giá lỉ nha. Gối sau lưng là 49.000 chị Mỹ Lệ ơi. Gối sau lưng 49.000. Chị còn áo dây, áo dây với áo ba lỗ chị xả 30.000 nha Ngọc Hiền. Toàn là quần đẹp không mà mấy chị. Cái lô quần u mì này về rất là đẹp mà đặc biệt dáng của là dân dài chứ không phải dân nữa, ngắn ngắn như mấy bữa nha. Rồi mã số 13 cho em nha. Mã số 13 em có size S nha. Mã 13 em có size S. Quần này là siêu đẹp cho mấy chị luôn. Mã 13 size S. Mã 13 size S. Lấy 50 quần trở lên thì giá nó sẽ rẻ hơn một, rẻ hơn được 2.000. Dạ. Chị lấy gì chị? Rồi mã số 13 size S. Mã 13 size S. Mã 13 size S. 2 bộ 70 ấy. Chị cứ có tiền hết gì đâu. Áo khoác đủ size không? Hiện tại áo khoác bây giờ còn L và XL. Hàng áo khoác em về cũng không có đủ size chị ơi, nhưng mà hàng là rất là dễ mặc nha. L mấy chị muốn mấy ký mặc cũng được. Áo nhiêu? 30. Ê, bà có chồng sớm thế sao con bà lớn như vậy? Bà trẻ bữa bà đi về rồi tôi biết giật mình thật nhớ quạt. Bà đó mà con bà lớn dữ vậy trời. Bị nói với liễu. Trời, bà đang livestream mà giật mình bữa à. Bữa vô lấy đồ cũng quạt. Má bữa qua không biết bà tới lấy. Mà sao bây giờ bà trí dữ vậy? Rồi mã số 13, 13 size S nha. Chốt cho em mã 13 size S. Mã 13 size S. Chốt cho em mã 13 size S. Hàng áo khoác chị có ôm lô đâu cũng không đủ size đâu chị Thư Như ơi. Mã 13 size S. Quần đẹp đẹp không mấy chị ơi. Mã này mã số 12 có size S nè. Mã 12 này có size S nữa nè. Rồi mã 14, 14 dáng này dáng bự nha, dành cho mấy chị bự nên size S của nó rất là to. Áo chị mặc bao nhiêu dáng? Áo chị mặc 49.000. Áo chị mặc 49.000 nha, hàng Trung Thái xịn sò luôn. Rồi con này là của cái rai đại, size đại nên size S này tới 60kg mang nha mấy chị. Size S này 60kg mang nha. Rồi chốt cho em mã số 15. Mã số 15. Rồi con này phong ôm nha. Foam ôm hiện tại em còn size M và size L. Foam ôm là 60.000. Foam ôm là em size, em sale 60.000 nha. Đó, foam ôm là 60.000. Hiện tại em còn size M và size L. Đây là chốt ôm kèm theo size em thương nha. Này là foam ôm, dáng của rồi dáng ôm dạng như legging vậy đó.
Em còn size M và size L. Ok thôi như 14 sẽ M và L. Cái này là quần ở đây size đại này. Mã số như mình lên không? Mình để đi. Không, kia này chân giống như cái này cái em đang cầm á. Là 14 á. Rồi mã 14 sẽ còn một con. 4 sẽ còn một con. Ồ cái lưng này đẹp quá. Sẽ cái này là hàng này bếp ghi là xe S nhưng mà mấy chị 55-57 cái mấy chị mặc cũng được luôn nha. Cái lưng đẹp ghê. Con này mã số 17. Chốt em mã số 17 xe S. 17 xe S. 17 xe S. 17 xe S. Rồi mã 18. Mã 18, chốt em mã 18. Mã 18 size 2X nhưng mà size của nó thuộc size S thôi nha mấy chị. Nó là quần lửa nha, quần chín tắc. 17 thôi như. Rồi mã số 18. 18. 18, quần của nó size S nha. 18 size S. Quần treo bông chín nha anh em. Lấy cho em quần đeo treo ở phía sau size L. Bỏ cái đen lưng thun ra được không chị? Cái đen lưng thun là cái gì ta? Đen lưng thun thì đó là lưng thun hết toàn bộ mà. Cái này là đen lưng thun mà em. Phía sau đó là lưng thun mà em. Mặt trước lưng bản, phía sau lưng thun. Ba cái đều vậy hết á. Quần treo ba cái đồng giá 49.000. Đều là mặt trước lưng bản, phía sau lưng thun nha. Một cái 49.000, ba mèo đều một giá chị ơi. Rồi con này bản đá thiệt đẹp luôn á. Size của nó là size gì đây? Size M. Mã số 19 nha. Mã số 19 size M. Ôi tụi, tụi do em xếp em dính lên nè. Nhẹ mấy chị ủi ra xuống. Rồi mã số 19. Mã số 19 size M. Ô mày 70.000 nha em không sang. Ô cái ô mày nó đẹp quá chị ơi. 70.000. Siêu đẹp siêu đẹp. À, nem bưng áo khoác không lấy mèo xám. Ok, okay chị nha. Chị muốn đi hàng cọc em 500.000 nha chị ơi. Cũng như em chọc từ tiền ship nha. Lát thì chuyển khoản gặp em 50.000. Em 500.000 em đi đi hàng cho chị nha. 19 size M. Nhà em làm ăn uy tín chị yên tâm nha. Rồi em có một cái quần này. Nó là lưng khó kéo, rơi như quần tay vậy. Mấy chị đặt đi làm đúng đã luôn nha. Đó, đẹp chưa. Rồi mã số 20 size L cho em nha. Nó khó kéo nha mấy chị. Bỏ cái quần đen 20.000 lúc nãy ra. Ok em yêu. Rồi, con này size L cho em nha, mã số 20. 20 size L. Siêu đẹp luôn á. 20 size L. 20 size L. Chốt em mã 20 size L. Mã 20 size L. 20 size L. Rồi mã 21 size S. 21 size S. Chốt em mã 21 size S. 21 size S. 21 đủ size. 21 SM. 21SM 20L cho Phan Thúy. 21SM 21SM. Đóng cái này bị lộn xộn. Mùi nào hết thì ngủ. Bác này ngủ thì mình ngủ đi. Ngủ chút chứ. Làm gì lặt đặt thế. Rồi 22 size M. Chú em mã 22 size M. 22 size M. Lưng của nó siêu đẹp luôn mấy chị. Đính đá này không bao giờ rớt. Đá nó được ép lại nha mấy chị. 22 size M. 22 size M cho thôi Như. Rồi 23. 23 size M. Đẹp lắm chị ơi. Cái chắc quần mấy chị nhìn là ghiền luôn nha. 23 size M. Chốt cho em mã 23 size M. 23 size M. Chị Thư Như kiểm tra lại số điện thoại thử đúng không chị yêu nha. Nhớ anh như được trước chốt hàng nhà em một lần mà gọi không được phải không? Thấy mày ghi chốt cảnh báo. Không để chị hỏi sao có cái chữ đó đó. Cảnh báo ấy. Bom hàng. Nhưng mà chị không thấy địa chỉ. Không chị Thư Như sẽ coi lại số điện thoại thử đúng không nha chị 0976488277. Kiểm tra thử đúng số điện thoại chưa chị ơi. Giờ chị chở một tem là khỏi ghi nha. Như chị chở xuống đó.
Nếu mà chị chở một trim là phải ghi cả lại hồi sáng thì chờ con chở một trim 49 bốn xéo sáng thì chở xuống trim 46 giờ chở lại trim lần này nhá, phải ghi còn ghi nợ trả chị hai ba ông mờ cho chị yêu đáng thôi như ơn. Chị thôi như kiểm tra lại số họ nha chị. Em hỏi gì vậy Kim Lý ơi, hỏi mã nào em? Ờ để luôn. Hỏi mã nào vậy Kim Lý ơi? Em hỏi mã nào thiếu một tí mặc vừa không? Mã hoa cúc đẹp quá size M. Mã hoa cúc là mặt trước lưng bản, phía sau á lưng thun nha. Đó, mặt cực kỳ thoải mái. Mã nhiêu liệu? 24. Rồi mã 24 size M. Chốt em mã 24 size M. Mã 24 size M. Chốt em mã 24 size M. Rồi mã hai lem. Mã hai lem size M. Có quần mã hai lem là siêu dễ thương, quần chưa tắt nha, nhưng mà cái dáng của nó tàu lắm. Mã 23 lem size M. Mã 23 size M mở hết rồi. Hai lem size M. 60kg em chốt L là được nha Kim Lý. Quần nào mã L là em chốt nha. L hoặc là XL nha. Rồi mã 25 size M. L hoặc XL là được. Hỏi 24 thôi như khép cửa lại cho im tiếp luôn nha chị. Rồi ô mì ôm. Ô mì ôm còn quần 2X nè. Ô mì ôm còn một quần 2X nha mấy chị. 2X này nè 60kg đó lại thôi. Chỗ em mã ô mì ôm. Ô mì ôm là 60.000. Rồi size M, ô mì ôm nha, ô mì ôm đính đá 60 nha. Chốt cho em mã số là mã số 28. Mã 28 70.000 nha. Mã 60.000. XL 60. Rồi con này siêu dễ thương. Dạ alo. Dạ. Đến hẹn rồi chị, hôm sáng mấy chị gọi em chưa để em gọi cho chị á. Dạ, chị có dạ, chị có đi đâu ra chợ ăn không lên trên Tâm Quan không? Chị ghi vô đó chị nộp nha. Dạ, bưu điện chợ ăn hay bưu điện Tâm Quan, bưu điện nào cũng được. Do chắc do trúng không phải nghiệp trúng bà Thảo đúng không? Nè. Bà làm biến không được thì hỏi thêm nữa làm cho nghĩ sao chứ không được trời. Chắc bữa đó mé bị sao á, chị có ra đó nộp bình thường mà. Dạ. Tưởng có ông Si chứ, đang chờ ông Si xong thấy gọi trời cũng. Hàng đang trong hàng cũng chết. Rồi quần này mã số 29 cho em nha, size M. Có, em cắt một cốc Si á, bữa qua chị em chị lấy cái mũ của em chị về mà mình cho có đâu gương. Cái mũ của chị để lại mà. Rồi mã 30 size M. Mã 30 size M. Mã 30 size M, thấy em Nhân Trần Nhân Khánh. Mã 30 size M, đẹp quá. 30 size M. Không sang chốt với em. Mã 31. Mã 31 là kho kéo size 2X nè. Đó, mã này mã kho kéo nha. Mã kho kéo size 2X siêu đẹp luôn á. Hello, hello bạn sao? Mã 2X. À size nhiêu em liệu? Mã nhiêu chứ? Mã 31. Rồi mã số 31 size 2X nha. Mã 31 là lưng kho kéo size 2X, mã số 31. Còn là mấy chị mặc không phê không đã trả lại em luôn á. Mới thấy cục hàng chà bá lửa. Ủa vậy hả? Dạ tôi chờ nế giờ ra nó gọi nó bỏ rồi đó trời. Cảm ơn bà nha, cái chút tôi ra tôi chở. Quần này nẻ mẻ nhiêu còn size XL nè. Của chị á. Mã 11. Mã 11 em còn size còn đủ size nè mấy chị. Mã 11 còn đủ size nè. S
S, XL rồi nữa nha. Mã 11 còn đủ size 70 à. 70 nha em yêu. 2X cho chị Thơ Như. 2X cho chị Thơ Như. Nó bỏ nó không gọi đi. Cái này là form Alibaba nha. Form Alibaba. Em xem mấy chị 59 nha. Cái này là form Alibaba. U bì nha em. Yến là giờ mặc cái quần này chưa? Quần này mặc sướng lắm Yến ơi. Quần này mặc là bao phê luôn. Quần u bì. Nhà em bán quanh em suốt tháng luôn á. Hú hú Tết giờ buồn quá. Mai làm chầu đi. Tết buồn là mình tự làm cho vui đi bà sao ơi. Đi chơi đây tôi bạn siêu. Ồ cái mã đẹp quá. Mã này size M cho em nha. Chốt em mã số 35. Mã 35 size M. Mã 35 size M. 35 size M. Rồi 36. 36 size M. 36 size M đẹp quá. 36 size M. 36 size M. Chốt rồi chị ơi. 36 size M. 36 size M. 37 size M. Đẹp ghê. 37 size M. Còn lưng đẹp mà dáng dài nữa nè mấy chị ơi. 37 size M. 37 size M. Táo lên canh sale tiếp nha mấy chị. 38 size M. 38 size M là khó kéo. 38 size M là khó kéo nha. Đẹp ghê. 38 size M khó kéo. Alo. À, chị đang live stream xíu cho em, có gì chị gọi lại xe nha. Rồi. 50kg em mặc size S thôi. 50kg mặc size S thôi nha Mỹ Yên. 50kg mặc size S thôi em Yên. Năm mươi kg mà có bụng em có thể mặc size M, còn không thì mặc size S. Mã nhiêu liệu? Mã 39. Rồi mã 40. 8 tháng 3 tôi không 8 tháng 3 bạn không gọi số đuôi bể hay bể mà. Rồi size S nha mấy chị yêu ơi. Con này size S. Mã 40. Mã 40 size S. Mã 40 size S. 40 size S. Rồi 41 size XL. 41 size XL. Mã 41 size XL. Mã 41 size XL. Rồi mã 42. Đẹp quá. Mã 42 size L. 42 size L. 70.000 một quần nha. Chắc là ông mày thiệt đẹp luôn á. Rồi 43. 43 size L. 43 size L. 43 size L. Và mấy quần em lên hết cái quần luôn rồi qua mặt khác. 43 size L. Rồi 44 size XL. 44 size XL. Cho em mã 44 size XL. 45 size L. Mã 45 size L. Siêu đẹp. 45 size L. Mã 43 chị Thơ Như. Rồi 46 size L. 46 size L. 46 size L. Rồi 47. 47 size XL. 47 size XL. 47 size XL. 70.000 le kế. 48 size L. 44 cho chị yêu thôi Như. 48 size L. Để chị đánh số cho. 48 size L. 45. Có quần cho 2kg. Có 2kg thì chốt XL hoặc 2X nha chị. Rồi mã 49 size L. 49 size L quần khó kéo thiệt đẹp luôn mấy chị ơi. 49 size L. 45 cho chị Thơ Như, 47 chị Thơ Như. 49 size L. Mã 50. Mã 50 size S. Mã 50 size S. Chốt em mã 50 size S. Quần bếp ghi mặc đẹp lắm. Mã 50 size S. Rồi 51 size L.
Mã 51 size L. 51 size L. Ủa nó đẹp quá chứ. 51 size L. Mã 52. 52 size L. 52 size L. 52 size L. 3 con 52. 52 size L. Mã 53. 53 size L. 53 size L. 53. Năm ba size L. Năm ba L nằm đây nè, nên để người ta chốt L nhiều quá. À mã mười mấy? Mười một. À. Ta có một con ống rộng nha. Một con ống rộng xả 50. Con ống rộng là đẹp dữ nha. Nha, bắt giá lại. Ống rộng 50, chú ơi mã ống rộng 50. Xem cái 50kg chị. 50kg hồi nãy chị đẹp size S đó Thu Sa. 50kg thì đẹp size S đó. 50kg thì đẹp size S đó em yêu. Thun sang. Thun sang là sang thun. Rồi mã này, mã 50 size S đó. Mã tậu này sang. Thun sang. Mã đẹp nữa nè em. Ủa, thấy quần đẹp ghê em, size S nè. Quần này đúng đẹp luôn á. Em có áo ngực nha mấy chị. Áo ngực là áo ngực này siêu đẹp luôn nha. Em có 34, 36, 38, 40.000 một con. Hàng áo ngực này mặc đúng vip. Đúng sướng luôn nha. Năng 3 phân, hàng có kẹo, khối ren. Đẹp thiệt đẹp luôn. Quần lửa trên là 49.000 á chị Phạm Thu Hoàng. Rồi. Áo ngực em có đen trắng mấy chị chọn mèo nha. Em có trắng nè. Da đen. Còn mèo hồng á, Tống nhớ cầm cái mèo hồng vô để làm mẫu luôn. Rồi áo ngực này em có da đen trắng và còn một con mèo hồng nữa nha. Con mèo hồng nữa 40.000, đẹp lắm. Áo ngực đẹp lắm, mặc đúng đẹp luôn á. Rồi em xuống like, tối em xả nữa nha mấy chị yêu. Giờ ba máy nào. Được, được. Cái đó chị khẳng định với em. Cái 50S mà vừa đó. Cái mã này chị đưa đó. Không vừa đảo lại luôn. Rồi em xuống like, đảo like tiếp nha. Ở từ trong chị trường chị bông thường ý cái vậy quậy cho bữa chưa gỡ lên xuống like nha mấy chị yêu nha. Tối em like nữa nha, tối like nữa em dùng đơn mang đi đơn á. Bye bye mấy chị.